Xin chào cô và các bạn. Hôm nay nhóm 11 chúng em xin trình bày về nội dung ý tưởng nghiên cứu vấn đề bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, việc sử dụng túi ni lông của con người đã trở thành thói quen khó bỏ vì tính tiện lợi của nó. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, chỉ khoảng 17% tổng số lượng túi ni lông khó phân hủy được thu hồi sau khi thải bỏ để tái sử dụng. Số còn lại thải ra môi trường hoặc được chôn lấp cùng với chất thải rắn sinh hoạt và phải mất ít nhất từ 500 đến 1.000 năm sau, túi ni lông mới có thể tự phân hủy. Việc sử dụng túi ni lông với con số cực kỳ lớn mỗi ngày đã gây ảnh hưởng không ít tới môi trường sống xung quanh cũng như tới sức khỏe cộng đồng. Với mục tiêu xây dựng môi trường sống sạch đẹp, giảm thiểu rác thải ra môi trường, sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang dần quan tâm từng bước thay đổi hành vi, ý thức của mình đối với vấn đề bảo vệ môi trường, đặc biệt là trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông để giảm thiểu tác hại của nó. Do đó, nhóm 11 chúng em đã chọn đề tài vấn đề bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông của sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh vì đây là vấn đề đang nhận được sự quan tâm rất lớn và có tính cấp thiết cần được nghiên cứu. Tiếp theo đây em xin mời bạn Vi thuyết trình phần tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thuộc lĩnh vực đề tài ạ. Chào cô và các bạn. Tiếp theo thì em xin trình bày phần 2 của đề tài, đó là tổng quan lý thuyết và nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài. Thì đây là vấn đề nghiên cứu về nhận thức, thái độ cũng như là hành vi của sinh viên trong việc sử dụng bao bì ni lông đã được một số công trình khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu từ nhiều góc độ khác nhau, tiêu biểu như hai đề tài mà nhóm em đưa ra. Thứ nhất đó là đề tài của San San Chung được nghiên cứu vào năm 2008. Tên đề tài đó là Using Plastic Pathway to Assess the Reliability of Self-Reported Waste Disposal Data, được bao gồm 134 trang, thì có thể tạm dịch đó là sử dụng chất thải túi nhựa để đánh giá mức độ xác thực của các dữ liệu từ vật liệu thải do Viện Nghiên cứu Khoa học Môi trường Roger Khoa sinh học thuộc Đại học Plastic của Hồng Kông, Trung Quốc bàn về các đặc tính của bao ni lông và đưa ra các giải pháp xử lý các chất thải khó phân hủy của túi nhựa. Và đề tài thứ hai đó là của Lê Văn Khoa, được nghiên cứu vào năm 2008. Tên đề tài đó là đề xuất các giải pháp giảm thiểu việc sử dụng bao bì ni lông tại thành phố Hồ Chí Minh hướng đến tiêu thụ bền vững. Thì đề tài này, nghiên cứu khoa học này được Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 79 trang, bàn về các vấn đề liên quan đến giải pháp giảm thiểu việc sử dụng bao ni lông tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra thì còn có nhiều bài viết về đề tài này trên các trang báo, tạp chí cũng như là kỷ yếu khoa học. Và em xin mời bạn Nhân sẽ trình bày phần 3 của đề tài. Chào cô và các bạn, em xin trình bày tiếp phần nghiên cứu của nhóm em. Cũng giống như những bài nghiên cứu khác, đều nhằm đến hướng đến những giải pháp cải thiện môi trường, đặc biệt là trong vấn đề xử lý rác thải ni lông. Nhóm chúng em hướng tới 4 mục tiêu cơ bản nhất. Thứ nhất đó chính là phân tích và tổng hợp những kinh nghiệm nghiên cứu cũng như đề ra những giải pháp triệt để để xử lý tác hại túi ni lông trong môi trường. Nghiên cứu và đánh giá hiện trạng thực tế việc sử dụng thu gom rác thải túi ni lông trong sinh hoạt, nâng cao ý thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường, thay đổi một số thói quen sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt cũng như hướng tới một tương lai bền vững. Và một số câu hỏi nghiên cứu mà nhóm em sẽ trình bày, nghiên cứu và giải quyết trong những cái phần tiếp theo đó chính là cấu trúc khó phân hủy của túi ni lông, đề ra những giải pháp xử lý túi ni lông một cách bền vững. Phần tiếp theo là phần phương pháp nghiên cứu, em xin mời bạn Nguyên sẽ trình bày. Xin chào cô và các bạn. Về phần phương pháp mà nhóm đã thực hiện thì đầu tiên, thông qua bản khảo sát thì nhóm em đã thu thập các ý kiến của các sinh viên trường Đại học Ngân hàng về việc ý thức của các bạn trong việc bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông. Thì có 3 tần suất về ý thức của các bạn, đó là các bạn hạn chế sử dụng túi ni lông mà sử dụng nguyên liệu sạch như là túi vải và giấy. Tần suất thứ hai là các bạn sử dụng túi ni lông nhưng mà ở mức độ không thường xuyên, và tần suất thứ ba đó là sử dụng thường xuyên bao bì và túi ni lông. Và những số liệu thông tin mà nhóm thu thập được từ các cuộc phỏng vấn này sẽ được sử dụng trực tiếp trong quá trình phân tích của nhóm. Từ đó nhóm em đã tổng hợp
Các số liệu trên sử dụng các phương pháp thống kê, đối chiếu và so sánh để phân tích, đánh giá ý thức chung của các bạn sinh viên về việc bảo vệ môi trường thông qua việc sử dụng túi ni lông. Từ đó, nhóm đã tìm hiểu được nguyên nhân dẫn đến các ý thức này của các bạn và từ đó tìm ra những đề xuất những giải pháp và kiến nghị để nhằm thực hiện mục tiêu. Và sau đây em xin mời bạn Hà trình bày phần tiếp theo của đề tài ạ. Xin chào cô và các bạn. Phần tiếp theo của đề tài là phần tóm tắt nội dung. Nhóm em chia thành 3 chương. Chương thứ nhất là lý luận chung về vấn đề bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông của sinh viên. Chương thứ hai là thực trạng về việc sử dụng túi ni lông của sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Chương thứ ba là một số giải pháp để hạn chế sử dụng túi ni lông tại Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong chương thứ nhất, tụi em chia thành hai phần lớn, đó là một là bảo vệ môi trường qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông. Thứ hai là tình hình quản lý rác thải túi ni lông hiện nay. Để đi sâu hơn thì ở phần 1 tụi em sẽ đi vào phần khái quát về túi ni lông và tác hại của túi ni lông đối với môi trường, sinh vật và con người. Đối với chương 2 thì gồm 3 phần. Thứ nhất là thực trạng chung về tần suất và mục đích của việc sử dụng túi ni lông của sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó bao gồm tần suất sử dụng túi ni lông của sinh viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là mục đích sử dụng ni lông, túi ni lông của sinh viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Phần thứ hai là quan điểm của sinh viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng túi ni lông, trong đó có nhận thức và thái độ của sinh viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng túi ni lông. Thứ hai là hành vi của sinh viên Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh về việc sử dụng túi ni lông. Phần thứ ba là đánh giá tổng quan về việc sử dụng túi ni lông của bản thân mỗi sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Còn đối với chương 3, phần thứ nhất là nhóm giải pháp đối với các nhà phân phối, nhà bán lẻ khuyến khích tham gia chương trình giảm phân phát túi ni lông. Phần thứ hai, nhóm giải pháp đối với sinh viên trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các phần như các vấn đề liên quan đến việc sử dụng các loại túi đựng hàng thay thế. Thứ hai là các vấn đề liên quan đến sử dụng mô hình 3R, giảm thiểu tái sử dụng, tái chế. Phần thứ ba, các vấn đề liên quan đến tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng. Và phần cuối cùng là các vấn đề liên quan đến xây dựng một hệ thống thu gom, tái chế, tái sử dụng túi ni lông. Và phần tiếp theo là phần đóng góp của đề tài nghiên cứu. Em xin mời bạn Như trình bày ạ. Xin chào cô và các bạn. Tiếp theo em xin trình bày về phần đóng góp của việc hạn chế sử dụng túi ni lông của sinh viên Đại học Ngân hàng. Việc hạn chế sử dụng túi ni lông của sinh viên Đại học Ngân hàng góp phần hạn chế được ô nhiễm môi trường, đảm bảo được sự cải thiện chất lượng môi trường, qua đó giúp giảm thiểu rủi ro về gánh nặng bệnh tật do ô nhiễm môi trường gây ra, giúp nâng cao được nhận thức của sinh viên Đại học Ngân hàng về bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông, góp phần tuyên truyền ra cộng đồng về lợi ích của việc hạn chế sử dụng túi ni lông, tạo ra một môi trường xanh sạch đẹp, không chỉ trong khuôn viên trường mà còn là mọi nơi, tạo ra một môi trường học tập và làm việc thoải mái, nâng cao năng suất học tập cũng như làm việc của cán bộ công nhân viên, từ đó nâng cao chất lượng cho cả hệ thống hoạt động của nhà trường, giảm thiểu được chi phí cho việc xử lý chất thải của nhà trường cũng như giảm thiểu chi phí xử lý rác thải cho xã hội, đưa Đại học Ngân hàng trở thành một điểm đến hấp dẫn cho sinh viên không chỉ về chất lượng chuyên môn mà còn về môi trường làm việc và học tập hiệu quả. Truyền tải đến sinh viên thông điệp bảo vệ môi trường là trách nhiệm và là nghĩa vụ của mỗi người. Việc bảo vệ môi trường không chỉ bảo vệ bản thân của mỗi người mà còn là bảo vệ gia đình và xã hội, tất cả mọi người trên hành tinh này. Việc bảo vệ môi trường không chỉ thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông mà còn nhiều vấn đề khác góp phần tạo ra một môi trường xanh sạch đẹp cho thế hệ tương lai. Việc bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông của sinh viên Đại học Ngân hàng tuy không nhiều nhưng cũng góp phần giảm thiểu biến đổi khí hậu. Đây cũng đang là vấn đề nhức nhối hiện nay. Phần tiếp theo thì xin mời bạn Nga tiếp tục ạ.
Chào cô và các bạn. Về kế hoạch thực hiện, nhóm thực hiện trong vòng 6 tháng, từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2020, xây dựng đề tài, đề cương chi tiết là vào tháng 4 năm 2020, thu thập và xử lý thông tin dữ liệu tháng 5 đến tháng 7 năm 2020, viết báo cáo tháng 8 năm 2020 và nghiệm thu vào tháng 9 năm 2020. Để thực hiện kế hoạch, nhóm nghiên cứu đã đưa ra các nhiệm vụ và lên kế hoạch phương án cho từng nhiệm vụ, gồm tìm kiếm tài liệu, tiếp đến là đọc và chọn lọc tài liệu, viết đề cương nghiên cứu, tổng quan tài liệu, viết báo cáo kết quả nghiên cứu và cuối cùng là trình bày báo cáo. Tiếp theo là đến bạn Uyên trình bày phần tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo mà nhóm đã sử dụng là gồm using plastic bagway to assess the reliability to cell reporting waste disposal data của Sang Sang Chung, tạm dịch là sử dụng chất thải túi nhựa để đánh giá mức độ xác thực của các dữ liệu từ vật liệu thải được xuất bản từ tạp chí Waste Management số 28 từ trang 2574 đến trang 2584 và luận án tiến sĩ của Lê Văn Khoa năm 2008 đề xuất các giải pháp giảm thiểu việc sử dụng bao bì ni lông tại thành phố Hồ Chí Minh hướng đến xã hội tiêu thụ đặc biệt. Trên đây là đề tài nghiên cứu khoa học của nhóm em, vấn đề bảo vệ môi trường thông qua việc hạn chế sử dụng túi ni lông của trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh của nhóm 11. Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe.